Phu 2 Dinh Đôn 65 4 quanh. Xin chào cả nhà. Đây mình đang chuẩn bị gấp cái máy Phu 2 Dinh Đôn 4 quanh nè mọi người. Sẵn gửi đến cả nhà mình xem vui nha. Đây máy thì trước tiên thì rửa sạch từ trong ra ngoài. Cái máy này là mình làm mới làm đẹp luôn nha mọi người. Thay full nóc Saraja luôn nha. Đây. Máy thì bên mình thì anh em bà con khổ phải bàn nha. Tại vì mình có nước tẩy rửa sạch từ A tới Z hết. Rồi thì máy là được sơn. Lốc bọng thì mình sơn mới luôn nha. Đi full nóc Saraja. Rồi thêm một cái là dên đôn tay đồ chơi nha, dên heo đôn mấy cái nhà, dên phu đôn nha, Mitujo đi tay Mitujo nha, tay đồ chơi. Đây quay sát lại cho anh em xem cái dên đôn của mình nha. Dên đôn là nhìn như dên ghim nữa cả nhà, nhìn là không thấy dấu luôn nha. Đó. Công nghệ bây giờ phát triển rồi. Mấy anh ở Sài Gòn làm đồ cái bằng là rất là tuyệt vời luôn. Rồi lồng. Lồng thì lồng mới. Lồng mới trái sẵn luôn nha, lồng trái sẵn. Nhưng mà chú xe đưa mình cái lồng với cái đầu. Còn trái với bạc là mình làm vô nha. Xong một lồng. Cái máy này hơi bị khủng nha cả nhà. Cũng khá lâu rồi mình mới làm lại xe độ nha. Rồi đầu 4 quanh anh chủ xe đưa mình đầu lòng với cái máy dên mình đôn rồi lòng bạc bên mình rồi đầu rồi mình canh lại theo dàn hơi của mình nha. Đây đầu mới nha, đầu rất là đẹp nha mọi người. Cái này xài cho FI luôn nha, nhưng mà mình không xài cho FI thì mình xài xăng cơ vẫn được nha. Mình xài xăng cơ thì mình xài ngóc ở đây. Cái này là để cho xài FI luôn. Cái này là cam biến nha. Rồi cam cò. Rồi sẵn đây đi bình bông mai nha. Cái máy này á mà đi bình bông mai chắc lẽ là không đủ xăng đi, nhưng mà anh chủ xe đưa mình canh cái bình bông mai thì thôi mình canh theo ý của anh chủ xe nha. Cho cái máy này nếu mà đi đúng của nó là phải đi nắp trao 33 hoặc là lớn hơn nữa nha mọi người mới đủ đi nha. Chứ bình bông này thì mình thấy không đủ lực đi. Rồi thì nói chung là bên phố là bên làm xe, không có chuyên gì bên làm phim đâu mọi người. Có tới đâu quay tới đó nha. Rồi để quay xong rồi phố gáp xong rồi xong máy phố quay cái máy một cái nữa rồi nổ máy cho cái nhà mình nghe cái dàn hơi của nó luôn nha. Cái nhà xem kênh của phố, đăng ký kênh theo dõi phố nha, có rất là nhiều video bổ ích cho mình nha. Rồi để phố gấp xong phố quay tiếp nha mọi người. Sáng nhau đây mình gán cho xong trong đêm luôn nha cả nhà, công chuyện rất là nhiều. Sắp xếp thời gian cơ bằng là hết công sức luôn nha. Giờ này là gần 9 giờ mấy rồi. Giờ là 9 giờ cả nhà. Đây tranh thủ để còn thêm một em nữa đang chùm mền, đang chùm mền chờ tới lượt gáp tới em nói nha. Đây mời cả nhà xem cái máy chi tiết nha, cứ bằng là cực kỳ đẹp nha mọi người. Nói chung là máy mình rửa mới vô full nóc Saraja sơn lốc, nói chung là mình làm lại là nó sạch nó đẹp nha mọi người. Đây. Máy cứ bằng cái máy mà mình gắn cái đầu lòng 4 quanh nữa nhìn cứ bằng rất là lực luôn, khá là đẹp nha. Sạch trước đẹp trước nội công tính sau, nhưng mà chắc có lẽ là nội công nó không bở đâu nha.
Rồi thì đây phố quay như vậy cho cái nhà mình xem cái rồi phố lên máy luôn. Sáng mai cho em nó cắt tiếng. Sau bao ngày chờ đợi đây, mời cả nhà nghe tiếng máy của em nói nha. Xe đô mà đạp nhẹ nhàng nha mọi người. Đây anh em nghe tiếng máy nha. Chắc anh em không có xa lạ gì nghe cái tiếng tính chất này nha. Trái gà nó gõ nha cả nhà. Còn máy là thì thầm luôn. Bốn quan dinh đôn 65, nhưng mà biết cách đạp và đạp rất là nhẹ nha. Máy rất là lạnh. Lúc đầu tiên thì chủ xe đưa cho mình cái bình bông mai, nhưng mà bình bông mai đi không đủ rồi, chủ xe đưa cho mình cái bình này nha. Thì mình đã canh ngọt ngào hết trơn rồi, mình cũng đã test rồi luôn rồi. Thì bây giờ mình quay như vậy thì mình giao xe luôn nha anh em. Chứ bây giờ chiếc xe này á, chủ xe chỉ là giao cho mình canh cái máy thôi, đồ đạc nó cũng chưa có gì mà hoàn chỉnh hết, bởi vì mình không có dám test nha. Mình có chạy nhẹ rồi, mình có chạy nhẹ một khúc rồi, đi rất là ngọt, rất là phê luôn, mà mình không có dám dặn hết tay. Mình không có nói mình hay hay là cái gì, nhưng mà anh em cảm nhận được cái dàn đồ và cái tiếng máy mình nạt lên thì anh em đủ hiểu nha. Chứ còn mà không cần phải qua đường lộ để test, bây giờ rất nguy hiểm rồi mọi người. Với thêm cái kênh YouTube bây giờ nó rất là khó, bởi vì phố bây giờ hạn chế tách xe lại nha. Chiếc xe nó cũng không có thắng bộng gì kia nữa, lỡ có gì rồi mất công, không có làm xe nữa mất công nữa. Giờ là chuẩn bị là mình giao xe luôn nha. Đây đạp lại cái nữa cho anh em mình xem luôn nha. Cái máy này mà anh em không biết đạp thì chắc có lẽ là rất là nặng, nhưng mà biết đạp thì cũng rất là nhẹ nha. Quan trọng nữa anh em phải canh xăng lửa cho nó tròn. Nó tròn rồi á thì mình đạp nhẹ nhàng. Nhấp tới cái tù cứng. Đó, tới tù cứng phải không? Rồi. Nhấn mạnh xuống cái là nhẹ te luôn. Mình thấy cái gì mà có nhiều anh em mà lên chiếc xe đâu không có nhiêu ly chứ. Lên mình nhúng nè. Kêu bằng làm màu á. Đây. Dên neo đôn 65. Thất lộng luôn, bốn van. Đây, đạp nhẹ nhàng cho anh em xem nè. Nói chung là mình nói nhẹ không phải nhẹ, nhưng mà mình biết cái thế đạp nó sẽ nhẹ nha. Đó, biết thế đạp rất là nhẹ. Xúc bản dừng luôn rồi. Cái bô xúc bản dừng luôn rồi. Thì chủ xe nói để bô chủ xe về chủ xe làm. Thì video mình quay tới đây nha mọi người. Đó cả nhà xem từ cái lúc mà mình gáp và tới như tiếng máy nổ và mình nẹt ga lên thì cả nhà biết rồi nha. Rồi thì video Phố Vĩnh Lộc tới đây. Cả nhà xem kênh của Phố thấy vui, thấy có ích thì cả nhà đăng ký kênh theo dõi Phố nha. Đăng ký không tốn tiền, mà có thể mình xem video
giải trí trong thời gian nghỉ ngơi, mình có thể mình tiếp thu được kiến thức về xe về máy đó nha mọi người. Rồi thôi, Phố xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà video kế tiếp đó nha, bye bye.